cần ngồi không? Hay anh ngồi cho em xem. Đây này, em xem thử nha. Nó có 3 thao tác chính, nó khác với cái đàn hôm trước là mình bật lên mình chỉ cần nhấn cái này là 1. Cái này là 2, cái này là 3. Đó. Ví dụ mình muốn lấy một cái size để mình lấy ví dụ điệu rumba, nhấn vào đây. Đó, thấy ha. Nó hơn cái đó có cái vòng xoay này. Enter cái đó, thấy ha. Đó, volume đây. Đó, to màu đó. Đúng chất to màu luôn á. Mình muốn cái khác thì cứ cặm như thế này, đổi qua cái khác này. Rồi cha cha này. Rồi tiếng thì nó nằm ở 8 cái này. Và mình phải nhớ nha. Đây là nhớ trong đầu của mình. Mình nhớ nó là tranh sáo bầu gì đó, ví dụ dân ca đây ha. Đó. Đó, đẩy cái bên này lên để nó có cái tiếng tranh trại. Ví dụ áo mới Cà Mau đúng không ha. Nói chung là anh thì kia thì anh bạo hơn, còn cái này anh lâu ngày cũng chỉ nhớ. Ví dụ như đây là ấy, em lại thở xạ bầu sinh cò ghi ra cò. Đó, tương tự vậy, nếu mình chọn điệu rumba như vậy, còn nếu bây giờ mình không chọn điệu rumba cứ kéo này qua ha, lên nóc nhà gì đó, hay là những cái nhạc buồn buồn ha. Lên nóc nhà thì đây đó. Cứ cặn hoặc là mình nhấn cái này enter rồi ha. Đó, DJ viết thì có hết. Muốn phần này từ từ mới học ha. Ừ thì trước tiên nhà chưa có để ngón liên động chứ. Thì quan trọng là như thế này, mình phải có người chỉ cho mình. Bữa nào thì lên trên kia thì nếu mà rảnh thì chạy qua anh chạy thêm. Lên dẫn đường ngắn ngắn chút em chạy xa quá mệt quá. Ở trên đó không, đó xa đâu, gần xa hơn đây, sợ xa hơn đây gì thiệt, sợ xa hơn đây. Còn bên này đi một chút chút xíu gì, nếu mà quen đường hôm trước tại mình từ kiếm thôi. Đó, mình ở đây ok rồi. Ví dụ như mình thao tác là mình chép, ví dụ sau này có một cái bộ set mới, mình chép từ bên đó qua bên này. Đó, mình để giữ trong cái USB thì mình sẽ nhấn ở đây, không có thao tác đây, pass đây, copy pass đây, mình nhấn cái menu, các bạn cũng chú ý này, nhấn cái menu 1, 2 là ở dưới số 8 này. Đó. Rồi có hai cái vòng xoay bên này để chơi DJ, cái đó sau này học thêm thì mình sẽ học lên nữa. Còn bây giờ tạm thời là biết cách cơ bản nhất là trên port thì nó nằm đây, tempo nó nằm đây, chọn size nó nằm đây. Đó, tiếng thì nó nằm ở 8 tiếng này, bắt buộc mình phải nhớ. Ở đây đó, cộng tiếp là sến này, rồi dân ca này, rồi là tám tiếng mà mình cộng vô là nó đúng, có đúng rồi, nó tăng thành cái tiếng khác ha. Ok, ví dụ vậy thôi, nó cũng khá là đơn giản chứ không có gì khó hết. Ví dụ như cái băng anh tạo đây đó, em có thể chép về bên này được, nhấn cái tab về bên trái, nhấn cái số, đuôi số 8 thì nó có cái thao tác là share đây. Đó, nhấn ở đuôi số 6, nó hỏi là có cần share cái này lại không, mình nhấn enter, nó share lại, vậy thôi, rất đơn giản. Ngoài ra nó hay hơn ở chỗ là nó có cái multipath ở bên này, thì nó mỗi người thích một dòng thôi. Ở bên này mình có multipath thì mình sẽ chọn ví dụ như là room kit rồi tranh sáo bầu gì đó là nó multipath đây ha. Anh làm thẳng cho em luôn đây ha. Ví dụ như bài đó là mưa gió gì đó thì mình cần đó, thì mình sẽ chơi cái tiếng này. Đó. Rồi mình có thể chép nó về ở bên cái copy, tức là mình dừng lại, mình copy tất cả on về bên cái user để khi mình dùng không cần USB nữa, nó nằm sẵn trong cái đàn rồi. Thì ví dụ như bài ba mùa mưa chẳng hạn, bây giờ tôi lấy một cái điệu rumba, đó, tôi lấy một cái điệu rumba tôi đánh thử ha. Đó, đó đây này mình sẽ lấy là dân ca, đúng không? Ví dụ đây là dân ca,
Đó. Đó. Mai mốt mình giỏi thì có thể là những cái đàn xịn hơn, nhưng mà tầm đó thì này thoải mái mà đánh, mà tập luyện đó. Nhớ thao tác đó thôi. Còn những cái thao tác bên này là chỉ cần nhớ một nút trên cùng này, là bên bên phải này là mình vặn để tăng cái echo của nó. Đó, nó khô này. Đó, cho dễ nhớ. Còn nữa, những cái thao tác thôi, khi anh khỏi nói. Đập nhịp ở đây. Tempo ở đây. Đó. Trên post ở đây. Nói chung là tất cả trên post tempo nó nằm bên này ha. Trên post này. Đó. Trên màn hình này. Tempo này. Ở cái dòng này á, khi em lỡ reset rồi á, em và các bạn chú ý là chúng ta chỉ cần nhấn vào cái full sun này, lỡ mà bị reset á, full sun nhá, là chúng ta khóa cái trên post lại thì rất là dễ kéo xuống hàng số 3, 1, 2, 3 đây. Đó, kéo xuống, enter vô, mình sẽ nhìn thấy ở đây, nhấn về bên phải, cái tab này bên phải. Đó. Mình check ở đây, check chứa hàng có cái chữ trên post á. Đúng rồi, mình muốn check thì chỉ cần nhấn cái chữ Z là ra. Đó, ví dụ mình chọn cái scale đó, còn không chọn thì không có nhấn trừ ha. Vậy thôi, ví dụ như trên post hồi nãy nó chưa có thì là nó như thế này, phải nhấn cái dấu tích ở đây, dấu vờ ở đây là ok. Vậy thôi, khá là đơn giản rồi. Vậy thôi.